Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, 6 tháng đầu năm 2021, sự nghiệp thăng tiến, quý nhân nâng đỡ. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, sống ở trên đời thì ai chẳng muốn gặp được nhiều điều may mắn, làm công việc gì cũng thuận buồm, xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, con cháu đầy huề. Không phải lo cơm áo gạo tiền, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Thế nhưng những điều đó có phải đang quá xa vời đối với chúng ta? Có người thì gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Cũng có người kinh tế thì dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiên nghĩ đó cũng là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh. Trong chuyên mục chi tiết từng tuổi năm 2021 Tân Sửu sắp tới, ngày hôm nay, ban biên tập của chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn về vận trình của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong nửa đầu năm Tân Sửu. Không biết rằng trong nửa đầu năm tới đây thì vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 sẽ có gì đặc sắc hơn sau năm vận tải thái tuế vừa qua. Trong thời gian này, mệnh chủ có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Hay trên con đường công danh, sự nghiệp của mệnh chủ có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan về tử vi của các bác tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Xem tử vi các bác tuổi Nhâm Tý nửa đầu năm 2021 cho thấy rằng, xét về tổng quan thì đây là một khoảng thời gian tốt lành đối với các bác. Các bác đạt được nhiều bước tiến trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Nhiều bác còn gặp được cơ hội thuận lợi để phát triển, lại thêm quý nhân giúp đỡ nên chuyện thăng chức, tăng lương dường như không quá xa xôi. Các công việc cần sự hợp tác của đồng nghiệp, đối tác cũng đã diễn ra tương đối thuận lợi. Các bác sẽ nhận được sự trọng dụng của cấp trên. Tuy nhiên, do công việc tương đối vất vả, nên nếu không chú ý nghỉ ngơi, các bác sẽ luôn thấy cơ thể mệt mỏi, thậm chí mắc phải một vài căn bệnh mãn tính. Đặc biệt, để mọi việc được viên mãn, gặp được nhiều may mắn và hóa giải các xung sát do thái tuế, thì thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Nhâm Dần hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ nghênh đón quý thần để hóa giải vận hạn, hung tinh trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của các bác tuổi Nhâm Tý trong 6 tháng đầu năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Xem tử vi còn nói rằng, nửa đầu năm 2021 dường như là thời điểm phát triển nhanh chóng của các bác tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Các bác bước vào thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp, các bác thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra cơ hội được đề bạt, thăng chức và tăng lương. Với tài năng vốn có của mình, các bác nhận được sự đánh giá cao của ban lãnh đạo, khiến đồng nghiệp tâm phục, khẩu phục. Chuyện hợp tác cũng diễn ra thuận lợi, các bác thậm chí có thể là người lãnh đạo tập thể vươn tới thành công. Vậy nên để kích vượng vận thì các bác tuổi Nhâm Tý hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp các mối quan hệ được phát triển hơn, hóa giải xung khắc không may xảy ra. Đồng thời với năng lực ngưng tụ, thiên, địa, nhân sẽ giúp các bác tuổi Nhâm Tý kích tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và chiêu mời quý nhân phù trợ cho các bác trong năm. Về mặt tài lộc và tiền bạc, theo tử vi nửa đầu năm 2021 thì với các bác tuổi Nhâm Tý đang đi làm thì thời điểm này các bác sẽ nhận được đãi ngộ cao. Vì thế cuộc sống gia đình nhìn chung ổn định và có chiều hướng nâng cao chất lượng. Nếu các bác có kế hoạch chi tiêu khoa học thì không cần làm thêm công việc tay trái cũng có thể khá dư dả. Với các bác đang làm bất động sản hoặc đầu tư kinh doanh thì trong thời điểm này có thể phải chịu ít nhiều vất vả
nhưng sẽ được hưởng thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Ngoài ra, để kích hoạt tài lộc thì các bác tuổi Nhâm Tý cần mang theo bên mình pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ nghênh đón quý nhân bảo vệ, tương trợ các bác trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư, đồng thời có giúp cải mệnh, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho các bác tuổi Nhâm Tý trong năm 2021. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tử vi còn nói rằng, với những bác đã lập gia đình, chuyện tình cảm vợ chồng trong thời điểm 6 tháng đầu năm này rất hài hòa, yên ấm. Hai người đã sống với nhau đủ lâu để hiểu rõ tính cách của nhau, cũng như có cách ứng xử thích hợp với những mâu thuẫn, bất đồng. Con cái trong nhà đa số ngoan ngoãn, hiếu thảo, biết chăm lo cho cha mẹ. Còn với những bác vẫn còn độc thân, vận đào hoa của các bác khá tốt, các bác có thể nhận được sự quan tâm, ngưỡng mộ của người khác giới. Khuyên các bác hãy mở rộng lòng mình, thử cho đôi bên một cơ hội được tìm hiểu nhau. Ngoài ra, thầy phong thủy cũng khuyên các bác tuổi Nhâm Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực của tam hợp khí sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, kích hoạt tình duyên và vận đào hoa cho mình trong năm. Về mặt sức khỏe, nửa đầu năm 2021 là thời điểm vất vả nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều điều đối với các bác tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Vì thế các bác cần phải giữ cho mình một cơ thể khỏe mạnh để sẵn sàng đối diện với thách thức. Cho nên các bác cần thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao, đồng thời không nên làm việc quá vất vả đến mức quên ăn, quên ngủ, nên có thể ý thức giảm dần việc tiệc tùng, xã giao và không sử dụng chất kích thích. Để có thể giúp các bác hóa giải những vận xấu, thì thầy phong thủy khuyên các bác tuổi Nhâm Tý hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo, Tâm Kinh. Vòng sẽ là một pháp khí của nhà Phật giúp các bác xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Bát Bảo Tâm Kinh sẽ trở thành một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ các bác tuổi Nhâm Tý suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của các bác tuổi Nhâm Tý trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của các bác qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất là tử vi tháng 1 âm lịch. Trong tháng Canh Dần, vận khí các bác tuổi Nhâm Tý hanh thông, công việc suôn sẻ, thậm chí có bước đột phá mới. Đặc biệt là trong thời điểm này, vận quý nhân vượng, có người trợ lực về tiền bạc hoặc tham mưu chất xám giúp các bác vượt qua khó khăn hay khủng hoảng. Theo đó, các bác tuổi Nhâm Tý luôn có cảm giác làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi hơn trước. Thứ hai, tử vi tháng 2 âm lịch. Sang tháng Tân Mão, sức khỏe của các bác tuổi Nhâm Tý được cải thiện, không mắc phải trọng bệnh vặt chỉ gây ốm qua loa. Bên cạnh đó, tài vận khởi sắc, xuất hiện nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, cho nên các bác cần chủ động nắm bắt. Có điều cần lưu ý, tháng này các bác tuổi Nhâm Tý chịu tác động xấu của cục diện tương hại, hết sức cẩn trọng trong làm ăn, kẻo dễ bị gạt hoặc lợi dụng, gây thiệt hại về cả tinh thần, sức khỏe và tiền bạc. Thứ ba, tử vi tháng 3 âm lịch. Xem tử vi các bác tuổi Nhâm Tý trong năm 2021 cho thấy, tháng Nhâm Thìn có nhiều biến động về tài lộc, đa phần theo hướng tích cực. Tý Thủy và Nhâm Thủy đồng hành sinh tài, lấy thiên tài làm chủ, có thể phát tài phát lộc bất ngờ, cho nên các bác cần chủ động nắm bắt. Có điều trong tháng có hung tinh chủ về hao tán tiền bạc, các bác tuổi Nhâm Tý tiêu tiền nhanh hơn kiếm tiền, áp lực tài chính lớn nếu không biết cách chi tiêu, quản lý tốt ví tiền của mình. May mắn trong tháng còn có quý nhân tam hợp nâng đỡ, các bác tuổi Nhâm Tý sẽ gặt hái được thành công lớn trong công việc. Mọi khó khăn sớm được giải quyết, làm gì cũng có người nâng đỡ. Kết quả cuối cùng tốt đẹp, rất đáng để thử thách bản thân và chờ đợi thành quả. Tháng 4 âm lịch, trong tháng mà Tị Hỏa và Tị Thủy cấu thành cục diện quan ấn khắc sát. Công việc của các bác tuổi Nhâm Tý vì thế mà chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, các bác tuổi Nhâm Tý là người giàu ý chí vươn lên, càng thêm động lực để phấn đấu, có thể đạt được sự thăng tiến bất ngờ. Tài lộc trong tháng không lấy làm lý tưởng, chỉ vượt thu, nếu không thay đổi cách tiêu tiền, e rằng các bác sẽ rơi vào cảnh vay mượn. Tháng 5 âm lịch, trong tháng do chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung, các bác tuổi Nhâm Tý gặp nhiều bất lợi về vấn đề sức khỏe, công việc và chuyện tình cảm trong tháng này.
Thời gian này các bác cần tránh thức khuya nên ăn uống khoa học, hạn chế đồ ăn nhanh. Có như vậy, thể trạng mới sớm phục hồi, không ngã trọng bệnh. Thứ 6, tử vi tháng 6 âm lịch. Tháng này, một vài khó khăn trong công việc và tài chính của các bác tuổi Nhâm Tý sẽ sớm được khắc phục. Sự nghiệp của các bác có nhiều cơ hội thăng tiến, chuyện tiền bạc cũng được giải quyết ổn thỏa, làm ăn kinh doanh có lộc trời ban. Tuy nhiên, do cục diện tương hại ảnh hưởng, các bác cần đề phòng bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc hoặc lợi dụng uy tín để làm điều sai trái, nghiêm trọng còn dính tới pháp luật. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Nhâm Tý cho vận trình nửa đầu năm 2021 theo 6 hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là 6 hạn của các bác tuổi Nhâm Tý. Trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu, các bác trai tuổi Nhâm Tý được sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là phúc tinh, rất tốt cho các bác tuổi Nhâm Tý phát triển sự nghiệp. Thái Dương chủ về mặt trời đã đem lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Khi gặp sao Thái Dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 âm lịch, vận khí đại cát, đại lợi. Tuy nhiên, bác toàn tâm, toàn ý, lạ toàn tận trong thời gian này. Bạn này chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài đi cẩn thận kẻo tai nạn xe cộ, nguy hiểm tới tính mạng hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Ngoài ra, bác trai tuổi Nhâm Tý trở nên khai thác khoáng sản mà tiền mất tật mang, nguy hiểm tính mạng. Còn đối với bác gái tuổi Nhâm Tý thì thời điểm 6 tháng đầu năm Tân Sửu lại bị sao Thổ Tú chiếu mệnh. Bởi Thổ Tú là sao xấu, nó thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng, có kẻ ném đá giấu tay, sinh ra thiếu kiện, xuất hành, không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu xấu. Xấu nhất là vào tháng 4 âm lịch, không những vậy các bác còn gặp phải hạn huỳnh tuyền, cho nên cần lưu tâm nhất là vấn đề sức khỏe. Thời điểm này, bác sẽ mắc bệnh nghiêm trọng, mưu cầu giành lợi để khó thành, sẽ giải quyết thất bại. Thứ hai là luận hung các niên vận 6 tháng đầu năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của các bác tuổi Nhâm Tý trong thời điểm này bao gồm sao Thiên Mã, báo hiệu dịch chuyển nhiều về cả suy nghĩ cũng như nơi ở, nơi làm việc. Vì sao điều khách mang điềm báo gia đình có chuyện buồn khóc. Cung tam hợp lại quy tụ nhiều sao xấu như tăng môn, đại hao, tuế phá, thiên hư, gây hao tán tiền của, cản trở công việc, gây tai nạn bất ngờ, đồng thời gia đình có tăng chế. Cung xung chiếu thì gồm có cát tinh thiên phúc, long chỉ thúc đẩy nhân duyên tốt, nhưng các hung tinh tuần, triệt, quan phù, thiên khốc lại báo hiệu sự trắc trở, khó khăn, gia đình có người đau yếu. Vừa rồi quý vị và các bạn đang nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng đầu năm 2021 của các bác tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về phong thủy, luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái. Bởi vậy, quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.